Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương toàn tránh tòa hình sự tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa có 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để bố trí đảm bảo các công tác an ninh. An ninh phía bên trong tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thắt chặt. Trong vụ án này có 5 bị cáo đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Khu vực phía bên ngoài tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, các hàng rào chắn được bố trí để tránh tình trạng tập trung đông người. Lúc 6 giờ 53 phút sáng ngày 5 tháng 3, xe chở bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm đã có mặt tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn xe nhiều chiếc chở các bị cáo trong vụ án đã vào bên trong tòa án, an ninh được thắt chặt. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khu vực trước cổng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được bố trí bàn để người được triệu tập tới phiên tòa báo chí xuất trình giấy tờ trước khi phòng xét xử. Trong phiên xét xử, có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Tòa còn triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB 91,5% cổ phần và chi phối lũng đoạn toàn bộ hoạt động của SCB. Trong 10 năm liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm Bà Lan hơn 2.500 khoản vay với hơn 1.066.000 tỷ đồng. Bà Lan chiếm đoạt của SCB hơn 498 tỷ đồng. Giai đoạn 1 tập trung điều tra truy tố xét xử 86 bị cáo về các tội, tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng. Giai đoạn 2, điều tra truy tố xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Giai đoạn 1 của vụ án, xét xử từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, sẽ tập trung xét xử các bị cáo để thu hồi tài sản và làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03, trong thời gian xây dựng phê duyệt triển khai kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015-2019, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra hoạt động của SCB. Các đoàn thanh tra gồm Cục Thanh tra giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh cục 2, thanh tra SCB từ năm 2014 đến 2016, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì phối hợp với thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia tiến hành thanh tra năm 2017 đến 2018. Tuy nhiên, trong ba đoàn thanh tra trên chỉ có đoàn thanh tra liên ngành có nội dung thanh tra toàn diện với SCB. Kết quả thanh tra là cơ sở để đánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng nợ xấu, cơ cấu nợ của ngân hàng này cũng như tình trạng sở hữu cổ phần kiểm soát điều hành tại SCB của bà Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát để chính phủ, ngân hàng nhà nước có các giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp. Quá trình thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, trưởng đoàn, phó đoàn và các thành viên đã nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ SCB để bao che, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước. Trong đó bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, trong thời gian thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ do Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB Nguyễn Nam Tuấn lái xe đưa đựng trong thùng xốp hộp quà. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, nhận tiền biếu của Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, 390.000 đô la Mỹ. Các thành viên khác trong đoàn thanh tra, hơn 10 người cũng đều nhận lợi ích vật chất từ SCB để bưng bít bao che cho SCB. Liên quan đến việc thanh tra, ra kết luận thanh tra tại SCB C03 xác định ông Nguyễn Văn Du, nguyên quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng không nhận lợi ích. Theo đó, ông Du là người thực hiện chức năng nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra thay ông Nguyễn Văn Hưng từ tháng 10 năm 2018. Ông Du đã trực tiếp ký kết luận thanh tra số 3959 ngày 4 tháng 12 năm 2018 duyệt ký nháy tờ trình số 81 báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của chính phủ ký các văn bản gửi các đơn vị liên quan thực hiện theo các kiến nghị kết luận thanh tra trên. C03 khẳng định nội dung kết luận thanh tra số 3959 do ông Du ký thể hiện không trung thực, không đúng so với kết quả thanh tra về tình hình thực trạng tài chính, vi phạm, sai phạm và các kiến nghị đối với SCB. Cụ thể, kết luận đã bỏ ra ngoài số liệu nợ xấu 3 dự án gồm Mũi đèn đỏ, 6A và Royal Garden nếu tổng hợp đầy đủ các số liệu này, nợ xấu của SCB tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2017 là 35,87%, nhưng trong kết luận chỉ là 20,92%. Ngoài ra, kết luận thanh tra không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với sai phạm của nhóm 71 khách hàng đăng ký kinh doanh tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Ông Du ký kết luận chỉ dựa vào các báo cáo của đoàn thanh tra có đầy đủ chữ ký thành viên và trưởng đoàn mà không đọc kỹ không tổ chức họp đoàn và không đọc báo cáo kết quả thanh tra của các tổ. Ông Du thừa nhận thiếu trách nhiệm khi ký ban hành các nội dung kết luận thanh tra. Tuy nhiên, C03 cho rằng ông Du không biết việc bà Đỗ Thị Nhàn đã báo cáo không trung thực và cố tình che giấu bưng bít sai phạm của SCB. Về việc vụ lợi, bị can Du thừa nhận có quen biết nhiều lần gặp gỡ Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB. Trong các lần gặp, kể cả thời điểm bị can được bổ nhiệm giữ chức quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn có đưa quà, song ông Du đều không nhận và trả lại. Theo C03, lời khai của ông Du phù hợp với lời khai của một số bị can, trong đó có Võ Tấn Hoàng Văn. Do đó, C03 đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Du tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ vạn thịnh phát, có hai đại gia đã tự nguyện nộp hàng ngàn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả. Trong số đó, bị cáo Dương Tấn trước, tổng giám đốc công ty Tường Việt bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan, ghi nhận là người nộp lại nhiều nhất, hơn 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi bà Lan bị khởi tố, ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, đã liên hệ và nộp lại cho cơ quan điều tra 14,5 triệu đô la Mỹ bà Lan đã đưa cho ông Việt. Theo cáo trạng, Dương Tấn trước quen biết bị can Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Bà chủ Vạn Thị Phát biết Dương Tấn trước là người am hiểu về việc triển khai các dự án bất động sản, nên muốn chuyển nhượng lại dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan nói với Dương Tấn trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB để nhận nợ, số tiền 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là khoản nhận chuyển nhượng dự án, 1.000 tỷ đồng Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, SCB đã giải ngân 3.500 tỷ đồng, công ty Thuận Tiến và Khánh Minh ký nhận nợ. Sau khi tiền được giải ngân và chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà chủ này. Trương Mỹ Lan thỏa thuận đưa cho Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm ngày 6 tháng 7 năm 2022, trước mới nhận được 1.498 tỷ đồng. Trong số tiền này, Dương Tấn trước thực nhận 1.258 tỷ đồng, còn 240 tỷ đồng Trương Mỹ Lan sử dụng. Để đảm bảo thỏa thuận đưa đủ cho Dương Tấn trước 1.500 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung lập khoản vay hạn mức 250 tỷ đồng cho công ty Việt Đức thuộc nhóm Tường Việt để rút tiền cho trước. Trong khi đó, để thực hiện khoản vay trên, Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty trong nhóm tường Việt để hợp thức phương án vay. Sau đó, ngày 18 tháng 8 năm 2022, SCB chi nhánh chợ lớn ký thỏa thuận cho công ty Việt Đức vay 248,5 tỷ đồng. Thông qua hai khoản vay trên, công ty Tường Việt và Việt Đức đã rút của SCB số tiền hơn 1.746 tỷ đồng. Số tiền rút ra, Trương Mỹ Lan cùng Dương Tấn trước sử dụng. Trương Mỹ Lan 240 tỷ đồng, Dương Tấn trước hơn 1.368 tỷ đồng, công ty Tường Việt 138 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, ngày 17 tháng 10 năm 2022, Dương Tấn trước và công ty Tường Việt đã trả một phần gốc lãi, đến nay dư nợ, hai khoản vay là hơn 900 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Dương Tấn trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng bị can đã đưa lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát hơn 492 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án và mong muốn được cùng gia đình sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Liên quan đến khoảng 14,5 triệu đô la Mỹ tiền mặt, theo kết luận điều tra, ngày 5 tháng 10 năm 2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu đô la Mỹ tương đương 350 tỷ đồng cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, tức ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam. Trong ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2022, sau khi được công an mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng, khoảng 4,75 triệu đô la Mỹ và 9,75 triệu đô la Mỹ, tương đương tổng số tiền là 14,5 triệu đô la Mỹ. Bà Lan Khai, số tiền 14,5 triệu đô la Mỹ nói trên là của bà và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án.